Mọi người, hôm nay mình đi ăn hải sản. Quán này nó có một cái hồ mực sống rất là ngon với cái món mực nhảy số Thái á mọi người, nên mình sẽ gọi một phần. Đầu tiên thì họ sẽ đưa ra cái phần số Thái trong cái ly như thế này. Sốt rất là đẹp mắt, thơm, thơm mùi sả, gừng, nước mắm, tương ớt, rồi thêm chanh nữa mọi người, kiểu thêm một vài gia vị nữa. Sốt rất là vừa miệng, rất là thơm nha. Mực thì họ sẽ đem những con sống ra như thế này ở trong một cái ly lớn và họ đậy nắp để cho nó khỏi bị văng ra ngoài á. Hôm nay mực họ phục vụ thì khá là to nên ăn cũng hơi khó ăn một chút. Nếu mọi người ăn ở quán thì dặn họ lấy những cái con bằng ngón tay, rất là dễ ăn, ăn sẽ ngon hơn. Các bạn đang xem video trên kênh Con Ba Bánh. Hãy like, share và subscribe kênh. Đừng quên nhấn chuông tất cả để nhận thông báo khi mình đăng video mới nhất đã lên vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Mực còn sống rất là mạnh nha. Mình sẽ lấy từ trong cái thau mực còn sống đó, mình sẽ cho thẳng vào cái ly nước sốt luôn. Nó sẽ uống nước sốt lên nha mọi người. Nó sẽ uống nước sốt vào nội tạng của nó rồi mình sẽ ăn. Mỗi ly thì mình cứ cho như vậy. Thường những con nhỏ nhỏ thì sẽ dễ ăn hơn nha. Con to thì nó sẽ khó ăn hơn vì nó nhiều, nó to, nó dai hơn. Đối với món này thì mọi người ăn thì thường sẽ ăn thấy phần rau của nó sẽ ngon và giòn hơn là phần bụng, phần thịt á. Phần mình thì nó sẽ hơi dai hơn một chút. Mực rất là ngọt, tươi. Ăn như thế này, ăn sống luôn, cực kỳ ngọt nha mọi người. Nó hấp dẫn nữa. Khi mình nhìn thấy con mực bơi mà mình cắn, mình ăn liền, rất là ngon miệng nữa. Con mực mặc dù nó cũng phun ra cái mực khi mình bắt nó, nhưng mà ăn thì nó vẫn còn cái túi mực ở trong để nó phun ra. Nhưng mà mực rất là ngọt, giòn giòn sật sật, nước chấm nước sốt rất là vừa phải nha. Ăn con vừa vừa mà ăn khoảng 2 lần là được, còn con to quá thì mình phải cắn nhiều lần thì phần thân á nó sẽ dai hơn chút. Mực thì khi họ phục vụ ra lúc đầu thì nó cũng sống rất là mạnh, nhưng mà đoạn sau thì gần như oxy nó thiếu á nên là nó sẽ hơi yếu dần. Nhưng mà mực này nó vẫn còn đang rất là tươi nên là vẫn còn nhấp nháy luôn mọi người. Đi chợ mình mua loại mực như thế này thôi là mình thấy đã rất là ngon rồi ha. Thì rất là ngon, mọi người mà ăn được đồ sống thì nên thử một lần nha mọi người. Còn lại nhúng.